Các chiến đấu cơ quân đội Syria tiếp tục oanh tạc khu vực xung quanh thủ đô Damascus. Tin từ Damascus, quân đội chính phủ Assad tiếp tục tấn công và sử dụng chiến đấu cơ oanh tạc tại các khu vực xung quanh thủ đô Damascus. Nhiều hình ảnh dân chúng đang bước qua những khu vực đổ nát sau khi các chiến đấu cơ bay qua, nhiều tiếng nổ và cột khói bốc cao. Chiến sự tại Syria càng ngày càng có những cuộc giao tranh quân sự dữ dội. Dân chúng tiếp tục đào bới hoặc xem những chiếc xe bị trúng đạn pháo kích, tìm kiếm các nạn nhân bị tử vong. Hôm thứ Tư, một đoạn video được đăng tải những hình ảnh các chiến đấu cơ MIG đang oanh tạc tại bất cứ nơi nào có sự hiện diện của lực lượng dân quân đối lập. Chính phủ Assad vẫn không thừa nhận sự hiện hữu của dân quân và cho rằng đây chỉ là những lực lượng phản động và phá hoại ngoại quốc. Nhiều đoạn âm thanh được ghi nhận, dân chúng tố cáo quân đội chính phủ Syria đã dùng những loại vũ khí giết người hàng loạt đã bị thế giới ngăn cấm. Sự lớn mạnh của dân quân đối lập và chính phủ Assad chỉ còn dựa vào các loại hỏa tiễn Scud, xe tăng và chiến đấu cơ, với hy vọng tiêu diệt liên minh các lực lượng đối lập Syria nhằm lật đổ tổng thống độc tài Bashar al-Assad và nội các chính phủ.